chương trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị. Đài Lý Tô Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại với chương trình tử vi số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2:30 đến 3:30. Kính thưa quý vị, như thường lệ chúng ta có một chủ đề trong mỗi một chương trình, và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay vì lý do là chúng ta còn 1-2 ngày nữa để chúng ta vào năm mới, đó là năm 2017. Cho nên tựa vào cái khoảng thời gian và không gian, chúng ta lấy chủ đề của chúng ta là hành trang sửa soạn cho trí tuệ và sức khỏe để đón chào năm 2017. Kính thưa quý vị, năm 2017 người ta gọi là năm Đinh Dậu, và chúng ta thì có một cái cuộc sống mà cứ mỗi đầu năm chúng ta luôn luôn nhìn vào cái năm mới. Với bản năng tự nhiên của chúng ta thì chúng ta biết rằng là mỗi đầu năm thì trong lòng chúng ta tự nhiên nó có cái uẩn khúc là không biết là năm tới chúng ta sẽ thành công hay thất bại như thế nào. Và thậm chí có người năm tới chết mà cũng không biết. Kính thưa quý vị, tục lệ của Việt Nam chúng ta thì đầu năm mọi người thường, đa số thường đi đến chùa, đi đến nhà thờ để cầu nguyện. Và ở chùa thì có những cái quẻ gọi là quẻ bói dịch, những cái quẻ người ta sắc lên đó để xin xăm đó, đó thì để tìm được cái vận thời của mình trong năm như thế nào, để xin ơn trên cho mình biết. Nhưng sự thật thì ơn trên thì có đó, nhưng các ngài không thể nào xuống giúp từng cá nhân được, cho nên chúng ta phải tự tìm hiểu cái vận thời của mình như thế nào để mà chúng ta lo cho cái hoàn tất cái thành công tốt đẹp. Từ nhỏ tới lớn ai cũng có cái tâm gọi là tìm hiểu đến cái sự thành công của mình vào cái năm kế tới. Chính vì thế mà đề tài của chúng ta hôm nay sẽ nói về năm 2017, tức là năm Đinh Dậu hành hỏa. Chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ đối mặt, đa số con người của chúng ta nó sẽ gặp gỡ như thế nào và sự diễn biến như thế nào. Chúng tôi sẽ đi vào phần thứ hai, thứ ba và thứ tư, tức là bốn section, bốn phần của ngày hôm nay. Và đó là tôi vừa mới mở đề cho cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta, biết rằng là chúng ta, trong lòng của chúng ta, tất cả mọi người đều đang hân hoan, trong ngóng và khắc khoải, không biết là năm tới đời mình như thế nào, con người mình thế nào, mình gặp chuyện gì. Cho nên là cái bài chủ đề ngày hôm nay có tựa đề rằng là sửa soạn cái vấn đề, cái tư tưởng, cái trí tuệ của mình và sức khỏe của mình để mà đón cái năm tới là như vậy. Đến đây tôi xin phép vào phần giảng dạy số mệnh tử vi. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh dương lịch ạ. Dạ. Sinh tháng 53. Ngày mấy, tháng mấy, năm mấy ạ? Sinh tháng 10, ngày 13 Tây. 1953. 4 giờ chiều. Được rồi. Tháng 5 mới có tốt không thầy? Đúng, tôi đang tìm cho bà đây. Tôi bà sinh 1953, ngày mấy, tháng mấy và mấy giờ, nói lại cho tôi nghe cái. 4 giờ chiều. 6 giờ chiều. 6 giờ hay 4 giờ? Dạ. Bà sinh lúc mấy giờ? Bà sinh lúc mấy giờ? 4 giờ chiều. 4 giờ chiều. 4 giờ chiều. Được rồi, được rồi. Và xin bà cho biết ngày tháng năm dương lịch. 4 giờ chiều. Ngày tháng năm dương lịch xin bà cho biết ạ. Dạ, ngày 13 tháng 10 Tây. Rồi, tuyệt vời. Tôi có đây, tức là tôi phải lấy được cái năm tháng ngày giờ sinh của người gọi vào để xin xem số. Thì nhớ rằng là nói cho rõ ràng, tôi sinh vào ngày mấy, tháng mấy, năm mấy và mấy giờ. Bây giờ bà, vâng, bà có thể cúp máy để mà ngồi nghe cái số mệnh của bà sơ lược để tôi suy đoán cho bà rõ nha. Số mệnh của bà thì bà thứ nhất là bà người mệnh thủy nha. Bà người mệnh thủy, mà cuộc đời của bà đó, một đời của bà đó là
con người thì là tốt nha, người phải nói là cơ bản là người tốt, bởi vì là vua Chính Diệu có Bạch Hổ, rồi có những cái sao nó gọi rằng là cố gắng bươn chải để tạo cho cái đời của mình và cuộc đời của bà gặp nhiều cái khó khăn chân chuyên lắm nha, không có được êm đềm nhẹ nhàng, không có được sinh ra đời để mà ngồi đó thừa hưởng được cái tài của gia đình để lại. Bà phải tự lo tự làm, tiền bạc của bà thì bà kiếm tiền rất là giỏi nhưng mà giữ tiền không giỏi đâu nha, mất hết nha, cứ có là mất, có là mất hết. Cuối cùng đời của bà là kiếm tiền rất là giỏi, rất là nhanh mà lại không có giữ được. Về cuối đời của bà là bà trung bình thôi nha, sống được thôi. Còn đường chồng con của bà thì phải nói rằng là bà hơi bị khắc khẩu đến đường chồng con tí xíu, mà lập gia đình thì khó lắm nha, lúc còn trẻ là gia đình khó lắm. Có chồng là cuối cùng sẽ bị ở như là không có chồng vậy đó, cả đời mình như thế nha. Số lượt số mệnh của bà, chúc bà may mắn. Alo, tôi nghe đây ạ. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. 11/28/67, 8 giờ tối. Dạ, muốn hỏi là sắp tới mình thi. Không có hỏi gì cả. Không. Được không ạ? Chị nói cho tôi biết là ngày mấy, tháng mấy, đừng có 11, 21. Tôi không biết là ngày mấy, tháng mấy, ngày mấy, tháng mấy. 11/67. Ngày 28 tháng 11 năm 67 nha. Ngày 28 tháng 11 năm 67 và sinh lúc mấy giờ? 8 giờ tối. 8 giờ tối. Rồi. 8 giờ tối. Như thế này, năm nay 50 tuổi rồi đó nha. Tôi xin nói cái sơ cái số mệnh cuộc đời của cái người này như sau nha. Người này á thì lại trùng với lại cái người vừa rồi nha. Đây là người có mệnh không nha. Mệnh không thân kiếp là cuộc đời ấy là mình tạo nhiều cái vấn đề lắm nhưng cuối cùng đời mình là không có gì hết nha. Mà cuộc đời thì làm việc gì cũng đầy khó khăn, sóng gió, nó không dễ dàng đâu nha. Lập gia đình khó lắm, chậm lắm nha. Có thể là đi đến ở một mình đó nha, cô đơn đó nha. Mà nếu có chồng là miễn cưỡng nha, để mà qua cái kiếp này thôi, chứ còn số không được hưởng phúc về đường chồng con nha. Tiền bạc thì làm có tiền đó, nhưng mà không biết cách giữ tiền, không có khéo nha. Còn đi làm thì vô cùng cực khổ, khó khăn vô cùng nha. Cuối về già, trên 60 tuổi, lúc đó mới thấy mình có tiền dư ra và sống cho đến tuổi 78 tuổi nha. Vì tới đó là 78 tuổi là chỗ đó là cái chỗ trời đất gọi. Chúc cô may mắn. Dành thời giờ cho người kế tiếp. Alo, tôi nghe đây ạ. Dạ. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Tháng 9, 17, 57. Và xin cho biết giờ sinh lúc mấy giờ? 5 giờ đến 7 giờ sáng. 5 giờ tới 7 giờ sáng. Xin biết cho biết mấy giờ để tôi chọn, chứ còn 5 giờ tới 7 giờ sáng là giờ Mão tôi biết rồi. Thế mà sợ cái thời gian của anh sinh nó không chính xác đó. Anh sinh vào lúc mấy giờ, nghe gia đình nói mà chúng tôi sinh. 5 giờ đi hả? Vậy thì tôi phải lấy 4 giờ cho anh nha. Ngày 17 tháng 10 năm 1957, lúc 4 giờ sáng, kính thưa quý vị, cái trong lá số tử vi của con người đã muốn xem được lá số, cái giờ sanh vô cùng quan trọng. Giờ sanh đó chính là xác định được cái con người của mình, cái ẩn số trong đời của mình là do cái giờ sanh. Vì thế cho nên chúng ta phải gặp nhiều thầy, hỏi nhiều vấn đề và để tìm ra cái giờ sanh của mình chính xác. Người này xa xôi quá thì tôi chỉ... vì khi người ta nói tới 5-6 giờ thì mình có thể đoán là khoảng 4 giờ, tức là giờ Dần. Người này là một người nam nha. Một người nam có cái sao thiên tướng. Khi mà thiên tướng cư mệnh thì chúng ta phải để ý ngay đến cái bộ phủ tướng triều viên nha. Và bộ phủ tướng triều viên này thì xem lộc trời, lộc tiền như thế nào. Thì người này là thành công về tiền bạc nha. Thành công về tiền bạc. Thành công về tiền bạc. Là business được. Nhưng mà số thì trung bình thôi, không phải là người có số đại phú nha. Đường cung thê thì phải nói rằng là có thể là
phải tới 2 đời, tới 3 đời lận nha. Bởi vì vũ sát ngồi địa không, thái tuế ngồi sông hao, tức là có mà rồi ly thân, rồi từ đồng ý nhau, bỏ nhau, đến đời thứ 2, đến đời thứ 2 thì nó vẫn hơn, nhưng mà nếu được tới đời thứ 3 thì là chắc hơn. Tôi không khuyến khích là quý vị nên đấy nhiều, thế nhưng mà đây là cái số đó, thường thường vũ sát cung thê, vũ sát nó có địa không, thái tuế ngồi sông hao, mà cách cung thê có liên tham nữa, thì đây là cách cái số đường vợ con là như thế. Nhưng tiền bạc làm việc thì tương đối thành công, người này mất sớm đó nha, tôi cho biết, bởi vì người này sinh vào tuổi Dậu, như thế là khoảng chừng 76 là tuổi mất. Kính thưa quý vị, sở dĩ tôi nói về vấn đề tuổi mất là chúng ta phải để ý đến có những người mặc dù tài hoa đẹp, lúc trẻ sinh vượng lắm, người ta nhìn vào có thể biết rằng là đoán rằng là người này có thể thọ tới 90-100, nhưng sự thật không phải. Và cái lá số tử vi rồi mới biết được, người ta lúc sống mới 70 là đẹp kinh khủng lắm, nhưng chỉ lên một vài năm nữa và bệnh đã chết. Đó là cái điều mà mình không cẩn trọng để kiểm soát cái số mệnh của mình, để mình biết lúc nào mình ra đi, để mình sửa soạn là như thế. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài. Xin hẹn gặp lại quý vị trong giây lát. Xin kính chào quý vị.